Các bạn giới thiệu đây sản phẩm bơm dầu bơm nước có loại 12V 24V, loại này 5,1cm để bơm dầu bơm nước nha. Các bạn chỉ cần hướng dẫn này, cực dương này, kẹp màu đỏ, cực âm kẹp màu này và bấm công tắc để chạy là giật. Đó. Bây giờ mình sẽ vào bơm nước cho các bạn xem video. Đây các bạn thả bơm chìm nha, các bạn thả bơm này. Thả bơm một xô nước này. Và bật công tắc điện. Xem nước nó chảy ra đây. Đã chảy ra rồi. Đấy. Và nước khỏe không? Đấy. Từ kia chạy ra đây là bao nhiêu mét? Nhất là 6 mét. Đấy, bóp được cao. Nó bóp cao lên được tầm 4-5 mét. 4 mét. Bơm này còn lên cao được khoảng 4 mét. Đấy, dùng để cái này bơm điện, dùng để tưới rau thì riếc. Các cái vùng mà không có nước. Tốc độ chảy, tốc độ chảy nhanh. Từ máy bơm điện chảy ra mà tốc độ máy bơm điện mình chạy chậm hơn là tốc độ bơm dài từ đây ra đây. Đừng bóp thôi vào lông vịt để cho chạy thẳng, bóp thế nó hại bơm. Bơm này các bạn dùng khoảng tầm 15-20 phút cho nó nghỉ. Bên mình có cái loại bơm bé, bơm này là bơm phi, là cắm vào các phi được để bơm dầu này, bơm nước tưới rau tưới sân các khu là ra rất ra bơm nước vào đồng lúa. Chiều sẽ làm video bơm nước vào đồng lúa chứ. Bơm vào ruộng lúa. Tưới rau thì biết sân vườn. Sao chứ? Tung cánh bay.